Ngày 27 tháng 2 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ nước mắm truyền thống thuộc VASEP phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch, Hội Lương thực Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến cho bản dự thảo cuối tiêu chuẩn Việt Nam 12607/2019 quy phạm thực hành sản xuất nước mắm. Ngoài các đơn vị trên còn có đại diện đến từ Bộ Y tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Vụ Tiêu chuẩn, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cùng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước mắm trên cả nước. Tại cuộc họp, thành viên tham dự thẳng thắn trao đổi ý kiến đóng góp cho bản dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam 12607/2019 để đề nghị nhóm soạn thảo chỉnh sửa bổ sung sao cho vẫn đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho nước mắm nhưng phù hợp với quy định công nghệ thực tế, điều kiện sản xuất đặc thù của nghề sản xuất nước mắm. Các đại biểu đưa ra một số đề nghị như cần phân biệt thành các loại nước mắm và xây dựng tiêu chuẩn quy phạm riêng cho từng loại khi chưa có căn cứ khoa học về độ an toàn, trong khi thực tế không mất an toàn. Tại sao đưa vào tiêu chuẩn quốc gia để làm rào cản cho sự phát triển của nghề nước mắm? Các định nghĩa thuật ngữ trong dự thảo không đúng thực tế. Trên thị trường không có nước mắm nguyên chất mà lại đưa khái niệm này vào tiêu chuẩn để người tiêu dùng bị nhầm lẫn. Không đánh lẫn khái niệm nước mắm với nước mắm pha chế.